Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Hôm nay sáng nay Mỹ Linh sẽ đi chợ trời mua đồ để làm cơm buổi trưa và buổi tối. Hiện giờ thì mình cũng chưa biết ăn gì hết, mệt quá đi. Nhưng mà chắc là phải đi mua cái gì ăn. Nhất là mình nghĩ là chắc mình phải đi mua cá quá. Tại vì cá rất tốt cho sức khỏe mà mình rất là làm biếng ăn cá. Vì thằng con trai mình nó không muốn ăn cá, thành thử mình cũng làm biếng nấu á mọi người. Ông xã mình cũng giống nhau, ông không thích ăn cá. Thành thử vì những người kia không thích ăn cá là mình cũng phải làm biếng ăn cá theo. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cá để cho mọi người ăn. Thì bây giờ mình sẽ đi chợ trời và mình quay cho mọi người coi chợ trời như thế nào nha. Bonjour à tous. Ce matin, je vais aller au marché à côté chez moi. Et je sais pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. D'un coup, je pensais que je vais acheter du poisson pour faire un plat de poisson. Voilà. C'est le poisson, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Allez, on va voir le petit marché à côté chez moi. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stands de marché aujourd'hui. Mais on va y aller quand même. Xin chào mọi người nha. Đây mình quay, mình đang đi cái chợ trời ở gần nhà. Nó bán cá, bán này kia thì mình sẽ mua cá về và mình sẽ làm một món cá. Chợ trời này, bên đây chợ trời thì nó mở thường thường là 2 ngày trong tuần. Chỗ mình mở là ngày thứ năm và sáng thứ năm và sáng thứ nhật, tới 2 giờ chiều thì đóng cửa. Đây mình mua cá về mình làm ăn nha mọi người ha. Bán rau bán gì đủ thứ hết ha. Và thường thì rau cá ở đây khá là tươi, khá là tươi. Nhưng mà nếu mà ở gần thì còn đi được, còn nhiều khi ở xa quá thì đi cái chợ nào gần nhà cho tiện thôi mọi người ha. Ngoài ra cũng bán những đồ gia dụng, mà thường thường những đồ dụng dụng bên đây là từ bên Trung Quốc làm qua nha ha. Hôm nay thì mình mua cái cá có tên là Trinh Trang này mọi người. Cá này hình như là bên Việt Nam gọi là cá bạc má gì phải. Giá ở đây là 5 euro 90 xong phim, gọi là 6 euro đi. 6 euro thì khoảng là 150 ngàn tiền Việt Nam chắc vậy. 6 euro là khoảng là 150 ngàn 1 kg. 6 euro là 150 ngàn 1 kg, mình tính tròn là 6 euro đi cho dễ tính nha. Giờ mình đang đợi người ta lấy ruột cá ra cho mình. Mình gọi là bên đây nó gọi là vịt lê, thì nó lấy ruột cá ra và coi như là nếu có vẩy thì nó cạo sạch vẩy cho mình ha. Là bây giờ mình mua con cá, bây giờ mình sẽ đi coi coi mình có muốn mua cái gì không ha mọi người nha. Thì nói chung đồ ăn trong tủ lạnh cũng đầy hết rồi, bây giờ mình cũng không biết mình sẽ mua cái gì nữa. Đây có bán trái cây thì mình không biết là mình sẽ mua trái cây không. Chuối rẻ quá, chuối ở đây có 1 euro 1 kg thôi, 1 euro là chắc khoảng 25 ngàn tiền Việt Nam, 25, 27, 26, 27 ngàn tùy theo tỷ giá hối đoái nha. 1 euro 1 kg. Dĩ nhiên là nếu mà tính giá thì đắt quá, nhưng mà theo cái gì mình chắc mình mua 1 kg. Et banane comme ça c'est 1 euro đi hay? D'accord. Je veux bien prendre deux, s'il vous plaît. Alors, ça, et lequel? Pardon? Oui, c'est bien. Merci. Và je prends cela. Thì có 1 euro 1 kg luôn. Tomat rẻ quá trời, 1 euro 1 kg. Chuối cái một bọc này là 1 euro. Bây giờ mình lấy cái tomat này trả tiền nha. Có 1 euro 1 kg rẻ quá trời, đưa luôn. Ra đi trả tiền nha mọi người. Vậy là mua tomat thì trả hết có mình hơn kilo chắc đồng mấy. Thì chuối, cả tomat chuối với hành tây mình trả 3 đồng mấy, chưa tới 40 euro nha. Cà chua với chuối. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi mọi người. Đây là chỗ bán quần áo. Đây quần áo thì rất là rẻ nha mọi người ha. Rau củ chợ rất là lớn. Đây thường có những cái gian hàng này là hôm nay không có đông nha. Tại trời mưa đó. Chứ nếu mọi khi mà trời không mưa sẽ rất là đông người tới đây nữa mọi người. Có quần áo đây thì bán cũng khá là rẻ nha mọi người. 5-10 đồng này kia đủ thứ đồ hết.
chợ trời thì bán rất là rẻ, nhưng mà chất lượng thì còn phải biết lựa biết coi ha mọi người ha. Chẳng hạn người thấy những cái quần áo đây không, 4-5 đồng này kia nè mọi người, sáng nay đi chợ là mình mua được 4 con cá mình nói đó, họ làm sạch và cắt đầu cho mình, thì đây là khoảng 1 kg ha, 1 kg cá, và mình sẽ làm món cá sốt chua ngọt ha, cà rốt nè, cà chua nè, tỏi nè, hành tím, hành khô. Mình sẽ làm cái món này và mình để trên cái kênh có tên là Les Recettes de ML. ML có nghĩa là chữ viết tắt của Mỹ Linh ha, chữ đầu viết tắt của Mỹ Linh. Mình có 2 kênh, một kênh là Cuộc Sống Pháp, mình nói tiếng Việt, một chút tiếng Pháp để cho những người gia đình Pháp, mà gia đình của mình đọc hiểu, nghe hiểu. Và cái kênh thứ hai là Recettes để em ăn, là cái dạy cách món ăn mà mình biết được qua cái kinh nghiệm nấu ăn của mình. Thì cái kênh đó mình nói bằng tiếng Pháp vì hầu một phần lớn các anh chị em họ của mình ở bên Pháp là những người con lai Pháp hay đẻ lớn lên ở Pháp, nên họ nói tiếng Pháp và tiếng Việt hiểu rất ít ha. Nên mình sử dụng tiếng Pháp, cũng như bạn bè đồng nghiệp hỏi cách nấu ăn Việt Nam thì mình chỉ. Do vậy nên mình nói tiếng Pháp trong kênh này. Nếu mọi người đang, mình sẽ giới thiệu cái kênh cho mọi người coi nhé. Bây giờ bắt đầu mình ngưng video và mình sẽ quay qua tiếng Pháp. Sau đó có thể mình sẽ dịch là tiếng Việt và ráp vào trong cái video này cho mọi người coi cách làm cá này. Nếu mọi người biết thì thôi, mình không biết sẽ coi nha. Vậy et je placer quelques tranches d'ail à l'intérieur sans parfumer le poisson. Je vais couper les carottes en cubes. Vous pouvez aussi rajouter des poivrons rouges, verts, c'est à vos goûts. Voilà, couper le tomate. C'est un morceau, mais pas petit morceau. Je vais couvrir le poisson avec la farine de blé. Ça permet, quand je fais frire, de l'huile ne pas sauter partout. Et le pot est croustillant. Voilà. De l'huile, je vais rajouter quelques l'ail pour parfumer de l'huile. Et je vais faire frire le poisson pendant la cuisson. Pour éviter le l'ail qui trop grillé devient charbon, il faut enlever les l'ail. Alors, vous pouvez garder pour rajouter à la fin sur le plat. Il faut laisser griller le côté avant de tourner, sinon la poisson risque de détacher. Quoi. Voilà, j'ai déjà fait deux. Je continue le reste. En attendant cuire le poisson, je vais préparer la sauce. Depuis le départ, c'est d'affaire. Je vais mettre de l'ail dans l'huile. Vous pourrez préparer la sauce, être doux, au commencement de cuire les poissons. Les échalotes, c'est à votre goût, de mettre plus ou moins. Je vais rajouter des carottes. Un peu de sel, du poivre, ça c'est l'oignon violet, mais si vous avez l'oignon blanc, vous pouvez le mettre, et le tomate. Je vais verser de l'eau dans le marmite, puis une cuillère à café de fécule pomme de terre ou fécule de maïs, fleur de maïs. Je vais faire mélange avec de l'eau pour obtenir un liquide. J'obtiens un liquide. Sauce de poisson, du sucre, il faut, j'obtiens un goût acidulé, un peu salé, un peu sucré. Pour avoir plus de couleur, j'ajoute ici 1 ou 2 cuillères de sauce tomate concentrée, ketchup, sauce ketchup. Je rajoute un peu du sel ou du sauce de poisson pour avoir un goût me convient. Une fois le goût, ça me convient. Maintenant, j'ai ajouté de liquide avec fécule pomme de terre. N'oubliez pas de mélanger vite fait. Voilà, la sauce était prête.
Si vous voulez les plus onctueuses, vous rajoutez plus de fécule qu'une pomme de terre. Pour moi, ça suffit. Je vais couper les ciboulettes et les feuilles de menthe. Et si vous aimez le coriandre, vous rajoutez les coriandres ou persil. J'ai utilisé le ciseau, je trouve, et c'est très pratique pour couper. Ou le couteau, comme vous voulez. Je garde le bout pour décorer mon assiette. Poser le saucisson sur les poissons. Je vais rajouter les ciboulettes et les feuilles de menthe ou le coriandre, le persil, à votre goût. Et je déco les bouts de feuilles de menthe. Voilà, le plat est prêt. J'espère que vous réussissez ce plat. N'oubliez pas de me donner une pouce j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao. Và đây là món cá chiên với sốt chua ngọt mà Mỹ Linh mới làm xong đây nè mọi người. Nếu mà món ăn mình ngon, thấy đẹp thì nhớ cho mình một cái like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, nhấn nút chuông để có thể coi video mới nhất mới ra nha mọi người. Hẹn mọi người vào video sau nha. Chào mọi người. Bon, au revoir et à bientôt.